Mày nhớ cái bắt tao đấy. Tao gọi công an, cô cổ hết chúng mình lại. Ông cha anh bảo vệ á? Anh bị điên à? Tôi nói ý là muốn cô thông cảm cho chúng tôi. Ông tốt nhất là đưa nó đi làm thủy vạn đi. Kìa, con. Giờ ấy, đã biết thế nào là nhục chưa? Dừng lại! Chó gì với mày? Tiêm là chết đấy, mày muốn chết à? Chết thì con quái gì với mày? Này! Mày xin bị xì không? Ngày xưa tao cũng như mày. Nếu mà không có người can ngăn tao, tao đang ngồi đây cùng với mày rồi đấy. Ôi! Nói hại! Cô thích sự! Mày nói ai đấy hả? Tao bảo mày đấy! Chúng mày mà không đi nhanh á! Tao gọi công an đến gô cổ chúng mày lại bây giờ đấy! Mày cỏ hợp với mày đấy! Xin lỗi chị đừng quan tâm đến lời cậu ấy nói. Rác rửa quan tâm làm gì? Mày nói rác rửa đây hả? Tao xin cho mày cái bây giờ. Mày nhớ cái bắt tao đấy. Tao gọi công an, vô cổ hết chúng mình lại. Này, anh khuyên mày bỏ đi. Trong mắt những người bình thường, anh với mày chỉ là rác rưởi thôi. Thậm chí không bằng rác rưởi nữa cơ. Ngày xưa, anh cũng như mày. Nhưng bây giờ anh cai rồi. Hằng ngày đi nhặt kim tiêm để cho những người bình thường không mắc phải. Nhưng mà thấy kim tiêm càng ngày càng nhiều, anh thấy buồn quá. Thôi, anh phải đi đây. Cô ơi. Giời ơi. Xin lỗi cô. Có chuyện gì? Tôi muốn phiền cô cái này cô ạ. Thằng con trai tôi muốn xin vào công ty của mình. Chẳng là thế này này. Tôi biết cô là cánh tay phải của giám đốc. Cô giúp đỡ tôi với nhá. Cho con trai tôi vào đây làm việc gì cũng được ạ. À này cô này. Cô giúp đỡ tôi với. Cô hiểu cho hoàn cảnh của gia đình tôi. Bà ấy ốm nằm gần một năm nay rồi. Tôi mong thằng con trai đi làm để có đồng ra đồng vào. Chứ một mình cái thứ lương bảo vệ của tôi ít quá. À, ý bác chê công ty trả lương cho bác ít đúng không? Ấy, không phải tôi nói như thế đâu. Tôi nói ý là muốn cô thông cảm cho chúng tôi. Cô giúp đỡ cho cháu mà. Thôi được rồi, để tôi xem thế nào nhá. Chưa, tôi cũng bận lắm. Cảm ơn cô nhá. Cô giúp đỡ tôi mấy. Chào bác. Chào giám đốc ạ. Ôi, nhờ có bác mà cửa công ty lúc nào cũng sạch sẽ đấy ạ. Cuối tháng này nhất định cháu sẽ có thưởng cho bác ạ. Có gì đâu giám đốc, đây là công việc của chúng tôi phải làm. Mà tôi không nhận phần thưởng đâu. Kìa bác, chế độ thưởng và phạt của công ty rất rõ ràng. Người nào làm tốt chắc chắn sẽ được nhận thưởng. Bác không việc gì phải ngại đâu ạ. Thế cảm ơn giám đốc nhá. Dạ vâng. Bác cầm hồ sơ của ai đấy ạ? À, cũng chẳng giấu gì giám đốc. Tôi nghe công ty tuyển nhân viên. Tôi bảo con trai làm cái hồ sơ để nộp vào. Tôi định mang đến giám đốc để nộp để xin cháu vào đây. Dạ vâng, thì bác đưa đây để cháu xem nào. Cháu sẽ đọc qua. Công ty mình hiện giờ đang cần tuyển rất nhiều nhân viên. Bác chăm chỉ thế này thì cháu tin rằng con trai bác cũng không khác gì bác đâu ạ. Thế thì tôi không dám cảm ơn giám đốc nhiều lắm ạ. Nếu con trai bác là một người tài thì chúng cháu mới là người phải cảm ơn bác đấy ạ. Ok, có gì đâu. Dạ vâng, thôi bác làm việc đi ạ. Vâng, vâng. Chào bác nhá. Vâng.
lọc một đống hồ sơ mà không tìm ra được ai luôn ấy. Mỏi vai quá, anh bảo hộ em cái. Anh nói cho cẩn thận, đây là công ty chứ không phải bên ngoài. Em biết rồi. À, trưa nay mình đi shopping đi. Đọc qua cái hồ sơ này đi, của con trai bác bảo vệ đấy. Gì? Rồi có gì báo cáo lại cho tôi. Con trai bảo vệ á? Em bị điên à? Cô, em xin lỗi, nhưng mà anh có biết là con trai ông ta bị làm sao không? Làm sao? Con trai của ông ta bị nghiện hút đấy. Hôm trước gặp em ngoài đường, còn định chích cho em một mũi. Trong túi anh ta có một cả một đống kim tiêm luôn ấy. Nghĩ lại, dùng với cả mình. Nhìn vậy nhưng chưa chắc phải vậy. Cô cứ đọc qua hồ sơ đi. Hả? Hồ sơ của một thằng nghiện thì có gì mà phải đọc? Chẳng nhẽ công ty mình thiếu nhân viên đến mức phải tuyển một thằng nghiện vào để làm à? Nhân viên nó biết à, nó nghỉ việc hết đi. Tôi bảo đọc thì cô cứ đọc đi, rồi có gì báo cáo lại cho tôi. Anh rồi làm sao ấy? Hay là anh chán em rồi, nên là anh viện vào cớ này đúng không? Hả? Tôi đã nói rồi, đây là công ty. Ở bên ngoài cô thích làm gì thì làm, nhưng trong công ty cô phải làm việc cho nghiêm túc. Cô thử xem, 2 tháng nay cô không tìm được một người nào thay vào vị trí của trưởng phòng kinh doanh. Cô có biết tháng này doanh thu của công ty giảm đi rất nhiều không? Thì em vẫn đang tìm mà. Biết rồi, xin lỗi chưa? Biết rồi thì mau làm việc đi. Úi giời ơi! Ông mù à? Xin lỗi cô, cô có làm sao không? Sao hay không ý, thì ông cũng làm bẩn hết người tôi rồi này. Tôi xin lỗi cô, tôi không nhìn thấy. Mắt kém thế cơ, kém thế thì nghỉ việc đi. May cho ông ý, hôm nay là tôi, chứ là đối tác ở công ty ý. Ông có bán cả cái nhà ông đi cũng không đủ tiền để mà đền đâu. Cô thông cảm cho tôi, lần sau tôi để ý. Mà ông ấy cũng kinh nhở, đưa hồ sơ con trai cho tôi không được ấy thì rú cho giám đốc. Ông cũng không phải giọng vừa đâu. Cô, thông cảm cho gia đình tôi chứ. Gia đình tôi còn khó khăn lắm mà, cô giúp đỡ tôi. Ai cũng thông cảm cho ông thì cái công ty này biến thành cái nhà từ thiện à, hả? Đây không phải là trại cải tạo mà ông đưa một thằng nghiện vào làm. Trước kia còn từ nghiện thôi, bây giờ nó hết nghiện rồi cô ạ. Trước kia hay bây giờ ấy, thì quá khứ của nó cũng là một thằng nghiện. Học vấn thì không có mà đòi trèo cao á. Ông tốt nhất là đưa nó đi làm kỷ vạn đi. Cô thông cảm cho gia đình chúng tôi. Bố. Kìa, Thái, con đến đấy à? Nhớ tôi không? Thì ra là chị. Ai chị em mà loại nghiện như mày. Đấy, con bảo nó bỏ rồi đấy. Tay nó đang cầm cái gì kia hả? Đây là kim tiêm em đi thu gom lại để mang đi xử lý, cho những người bình thường không dám phải. Cô đừng hiểu lầm con trai tôi. Con trai tôi đã cai thuốc phiện rồi. Đây đi làm từ thiện để cho mọi người đỡ dẫm phải. Cho dù là như thế thì nó cũng không bao giờ được phép bước chân vào cái công ty này. Bố, để con xin việc khác được mà bố. Thế con xin được việc gì à? Này, đây là công ty đấy, đang trong giờ làm việc đấy. Thích bị đuổi việc không? Hả? Già, hãm. Chị không được phép nói bố tôi như thế. Quá. Đúng là rú côn. Riêng cái loại như mày ấy, có quỳ xuống dưới chân tao, không bao giờ được phép nhận vào công ty đâu, biết chưa? Chị, nhịn đi một tí con. Cha nào con đấy, dù côn như nhau. Chị nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép chị xúc phạm bố tôi. Có chuyện gì đấy? Anh nhìn kìa, nó còn mang cả một đống kim tiêm mà dọa em đây này. Chuyện không phải thế đâu giám đốc ạ. Cái gì? Thôi được rồi, trước cổng công ty nhiều người qua lại. Bây giờ ai về việc đấy đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này sau. Đối tác sắp đến rồi, đi thôi. Này, ông ra đây tôi bảo đây. Ngay ngày hôm nay nhá, bác có thể dọn đồ đạc được rồi đấy. Ngay trong ngày hôm nay, tôi đã gửi mail cho phòng nhân sự rồi. Tôi thôi việc. Nhưng mà... việc này tôi thích thì đuổi thôi. Ông đừng có mà hỏi giám đốc. Loại người có con trai bị nghiện hút như ông ấy nên bị đuổi khổ cái công ty này.
tôi thôi việc. Nhà tôi lấy cái gì mà ăn? Mà cô ơi, cô xem xét giúp tôi mấy. Chuyện đấy thì liên quan đếch gì đến tôi. Hôm qua con trai ông còn to mồm với tôi lắm cơ mà. Gọi nó đến xin lỗi tôi đi. Chuyện này chị đừng trách bố em. Tất cả mọi việc là do em gây ra. Ừ. Giờ ấy, quỳ xuống xin lỗi tôi. Dám không? Kìa, con. Ok con. Con không thể để vì việc làm của mình mà làm mất việc của bố được. Giờ ấy, đã biết thế nào là nhục chưa? Nhưng mà xin lỗi em nhá. Dù em có quỳ xuống dưới chân chị thì chị vẫn phải cho bố của em nghỉ việc. Lời nói sao rút lại được. Chị, con. Thôi con ạ, về nhà đi con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bố chỉ lo mỗi mẹ con ốm thôi. Bố, con xin lỗi bố. Định diễn kịch ở đây đấy à? Cút. Hai bố con không phải đi đâu cả. Anh, sao anh lại nói như thế ạ? Tôi đã đọc lá thư xin việc của cậu. Ngày xưa bố tôi cũng từng phải quỳ xuống chân người khác để xin cho tôi có một công việc. Đọc nó tôi lại nhớ đến ngày đấy. Cô có biết rằng hai bố con tôi cũng từng như bố con họ bây giờ không? Anh, nhưng mà chuyện đấy đâu liên quan gì ạ? Đúng, không liên quan gì cả. Nhưng nếu cô gặp tôi vào thời điểm đấy thì chắc cô cũng đối xử với tôi như bố con họ bây giờ đúng không? Anh... Tôi không nghĩ cô lại coi thường người khác như vậy. Cô vui vẻ và hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Người này đã tuổi bố cô. Còn người này thì cũng chỉ giống như em trai cô thôi. Vậy mà một cơ hội để cứu sống họ cô cũng không cho. Em xin lỗi. Nghèo không phải là một cái tội. Cô xinh đẹp, cô ăn mặc sang trọng, nhưng nhân cách của cô thì lại không có. Trong công ty này không thể có một nhân viên như cô được. Tự giác nghỉ việc trước khi tôi tống cổ cô ra khỏi công ty. Em cảm ơn anh ạ. Tôi cảm ơn giám đốc ạ. Nhưng mà bây giờ tôi còn mặt mũi nào ở công ty này nữa ạ? Bác đừng nói nhé. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng hứa với tôi là phải tu chí làm ăn. Để sau này, nhưng nhớ là đừng làm tôi thất vọng đấy. Tu chí làm ăn, để sau này còn phụng dưỡng bố mẹ. Em cảm ơn ạ. Đừng làm tôi thất vọng. Dạ. Tôi đội ơn giám đốc nhiều lắm. Không có gì đâu bác. Thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi ạ.